Ok, rồi bây giờ chúng ta tiếp tục đến phần file. Thì cái video này anh nên làm nó ngắn gọn. Có nghĩa cái đầu tiên là ngắn gọn nha. Nó có thể chưa chi tiết lắm, nhưng nó ngắn gọn đến mức có thể là hiểu được và làm bài tập được. File. Rồi, save lại. Code. Cái mà anh đang làm đây gọi là cái file nè, nó cũng là một cái file nè, cái đuôi của nó chấm là tt chấm test á, nó đơn giản là như vậy. Rồi thì đầu tiên ta vô cái khái niệm đầu tiên, đó chính là đọc ghi file, đọc và ghi file. Hai cái này là cái quan trọng, hai cái này mà không hiểu không làm được là đừng có hòng làm cái gì đến file hết. Rồi cái file thì nói như thế này cho đơn giản, có phải là thay vì lúc trước chúng ta nhập cái dữ liệu mở đi rồi. Rồi nhập cái dữ liệu. Nhập dữ liệu, khi nhập dữ liệu từ đâu? Nhập dữ liệu từ bàn phím. Xuất xuất dữ liệu ở đâu? Xuất dữ liệu ra màn hình để chúng ta nhìn. Còn file là khi chúng ta cái dữ liệu chúng ta bây giờ không có từ bàn phím vào, mà dữ liệu chúng ta sẽ từ cái file vào. Cái file là cái tập tin đó nè. Ví dụ như cái bài này, cái file này, cái đuôi chấm tt nè. Đuôi chấm gì đây? Chấm tt. Thấy chưa? Có những cái file nó đuôi chấm gì? Chấm dat. Ví dụ như file word là đuôi chấm gì? File chấm tt. Notepad là file chấm tt. Đó, word là file chấm gì? Chỗ phải vô property nữa. Word là file chấm docx. Đó, như vậy. Rồi Excel là cái file gì? Thì có thể là property vô để nhìn xem hiểu rõ hơn. Còn thường xử lý trong cái bài lập trình chúng ta thì thường xử lý trên cái file gọi là cái file chấm đuôi chấm tt, là file notepad bình thường á. Có một cái loại file là file chấm dat. Chấm dat thật sự nó cũng gọi là file chấm tt thôi. Cái này sẽ hình dung rõ hơn, nhưng thường lập trình người ta sẽ xử lý trên cái file gọi là file chấm tt thôi, đơn giản của chúng ta học ở mức cơ bản. Khi dữ liệu hay dữ liệu chúng ta nhập từ đâu? Nhập từ bàn phím vào. Bây giờ dữ liệu chúng ta sẽ không nhập từ bàn phím nữa. Khi chương trình chúng ta chạy lên, thì cái dữ liệu chúng ta sẽ đổ từ cái file này nè. Ví dụ như cái file này chúng ta có dữ liệu gì? Những cái chuỗi ký tự. Dữ liệu là những cái đoạn văn này. Khi chúng ta chạy trên, chúng ta sẽ không cần nhập cái đoạn này từ bàn phím vào, là ví dụ như cái chuỗi ta không cần nhập cái chuỗi này vào, mà chúng ta sẽ lót cái chuỗi này, chúng ta đọc cái chuỗi này vào trong chương trình chúng ta. Cái đó gọi là đọc file. Đọc file nghĩa là chúng ta có dữ liệu trên file. Dữ liệu thay vì dữ liệu trước chúng ta nhập vào, ví dụ ở bài này đi. Rồi bây giờ chỗ này 100% lên 200. EOS này là file là bên C cộng nha. File bên C nó rầm rà hơn. Rồi, thay vì lúc trước một đề toán như thế này để anh dùng rõ hơn. Rồi, khai điểm trước chúng ta khai báo ra một số nguyên in. In chúng ta yêu cầu là nhập. Nhập dữ liệu. Xin Excel ra gì? Giá trị vừa nhập. Giá trị nhận được. Đó. Ít thôi. Rồi chạy thử. Đây là chúng ta thao tác theo kiểu dạng không phải là file, nghĩa là dữ liệu ta sẽ nhập từ bàn phím, dù anh nhập số 69. Dữ liệu từ bàn phím. Bây giờ cái dữ liệu này sẽ không được nhập từ bàn phím, mà dữ liệu này sẽ được lót từ cái gì? Nó lót trực tiếp từ cái gì đây? Từ cái file này xuống. Cái dữ liệu chúng ta biết là lưu dữ liệu vào chương trình là dữ liệu trên file đọc xuống. Dữ liệu trên file đọc xuống gọi là đọc file. Đó, hình dung chưa? Rồi bây giờ vô đồng riêng cái đằng phần đọc file đó đi. Đó đây là file nè. Khi cái file này nó quan trọng đến mức nào? Ví dụ như chúng ta có một cái chương trình lớn, ví dụ như mảng số nguyên. Bây giờ anh yêu cầu em nhập cho anh một cái mảng có 1.000 phần tử. Em ngồi em nhập 1.000 phần tử từ bàn phím. Ok. Một tí nữa anh lại kêu nhập 1.000 phần tử từ bàn phím để em test cái chương trình của em nữa. Một mảng số nguyên 1.000 phần tử.
Em vẫn ngồi nhập. Nhưng lần thứ ba anh kêu em nhập như vậy em có rảnh không? Nhập rất là cực. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ 1.000 cái phần tử trên cái file. Khi mà chúng ta muốn tích chương trình, chúng ta sẽ lót 1.000 phần tử từ cái file đó xuống cái gì? Xuống cái mảng chúng ta. Chúng ta khỏi cần nhập từ phím, nhập 1.000 lần các phần tử. Rồi, anh muốn test chương trình nữa, anh chỉ cần lót 1.000 phần tử trên cái gì cái file đó xuống cái mảng nữa. Tiết kiệm cái thời gian nhập các giá trị vào cho chương trình. Nhưng các giá trị được lưu trên file, khi nào cần dữ liệu đó thì chỉ cần đọc từ file xuống thôi. Đó là cái yếu tố mà tại sao phải cần đến file là như vậy. Rồi bây giờ vô cái phần đọc file. Đọc file. Chúng ta thao tác trên file, chúng ta phải include thêm cái thư viện là thư viện AppStream. AppStream. Đây là thư viện đọc ghi file, nghĩa là thư viện thao tác trên file. Nó thao tác mọi xử lý trên file, dù đọc file, ghi file. Cái đọc file, ghi file là cái quan trọng nhất đầu tiên. Giống như cái chương trình ta viết lên mà không có dữ liệu thì làm sao mà làm việc. Có phải lúc này chứ dữ liệu ta để trên file thì ta phải đọc cái dữ liệu từ file về chương trình chúng ta. Gọi là đọc file. Rồi, ghi rõ ở đây dễ dùng luôn. Đọc file. Đọc file nghĩa là sao? Nghĩa là dữ liệu nằm trên file có đuôi là chấm tt, ví dụ như vậy, nhiều cái đuôi khác nữa nhưng mà trong trường hợp này đuôi chấm tt thường được sử dụng. Chúng ta sẽ đọc gì? Dữ liệu từ file xuống chương trình, xuống chương trình, xuống chương trình. Sira. Đây gọi là đọc file. Nghe đọc file, đọc cái dữ liệu từ file xuống chương trình gọi là đọc file. Còn ghi file. Rồi một hồi sẽ nói tiếp. Bây giờ đọc file là như vậy. Nó giảng mức cơ bản dễ hiểu rồi. Cái thư viện AppStream là thư viện cần có để có thể thao tác trên file. Đó rồi chúng ta cú pháp như sau. EFStream. EFStream. Giải thích luôn. EFStream nghĩa là gì? EF I có nghĩa là input. Input. Input nghĩa là đọc. Đọc từ file xuống. In là đọc á. Đó. Input nghĩa là EFStream, nghĩa là đây là cái gì? Đây là một cái đối tượng để đối tượng đọc file. Rồi qua đây cú pháp đi, cú pháp gì anh dùng, cú pháp cái đối tượng này luôn luôn lúc nào cũng có EFStream, tên file. Đó, cái lớp này tên đối tượng sẽ thao tác với file. Rồi xuống hàng, copy này xuống, tên đối tượng sẽ thao tác với file chỗ này, chấm, mở ngoặc ra gì, chấm ấu phanh. Ấu phanh nghĩa là sao? Ấu phanh nghĩa là mở nè, mở cái file ra. Đường dẫn đến file. Chỗ này cũng có bài gì? Đường dẫn đến file, đường dẫn đến file. Chỗ này là gì? Đối số cần có chấm phẩy. Rồi xem kỹ cái cú pháp này, qua đây anh sẽ demo. Ví dụ như cái đối tượng của anh đây là cái lớp EFStream, lớp EFStream nghĩa là cái lớp để đọc file. Nhớ như vậy thôi. Rồi tên file anh ghi là tên file, đối tượng là file in. Nghĩa là khai báo ra cái đối tượng. Đối tượng này giống như một cái biến đó. Đây là kiểu liệu nè. Kiểu liệu. Tên biến. Ta lấy cái tên biến này chúng ta đi thao tác với cái file. Hình dung được chưa? Rồi khai báo ra đối tượng đọc file. Chúng ta ghi lại đối tượng file in chấm ấu phanh nghĩa là mở file ra để đọc. Trong đây là một cái đường dẫn, bên đây là một cái đối số. Đường dẫn, anh ví dụ đường dẫn là gì, hình dung ví dụ như khi anh truy cập vô ổ đĩa D, anh vô cái thư mục là
Information Technology, anh vô cái một là cấu trúc dữ liệu và giải thực. Khi em như hình dung trên cái thanh tab này, nó có cái đường dẫn nè, D hai chấm xẹt Information Technology, cấu trúc dữ liệu giải thực. Nghĩa là anh vô ổ đĩa D trong thư mục Information Technology, rồi trong thư mục cấu trúc dữ liệu và giải thực. Ngay đây gọi là cái đường dẫn đến cái gì? Đường dẫn đến cái dữ liệu này, đường dẫn đến cái file này, đường dẫn đến cái này. Khi đường dẫn, hình như đó đây là đường dẫn, ví dụ đó là đường dẫn. Đường dẫn đó, ví dụ là cái này đó, hình dung được đường dẫn chưa? Ví dụ như bây giờ anh muốn lấy cái rồi, bây giờ anh tạo ra một cái file gì, cái file odd nằm trong thư mục là new folder, anh dùng anh tạo ra cái file rồi, anh tạo sẵn cái file là file in rồi, shift delete, tạo ra cái file gì, tạo ra file tên file là input chấm tt, nhưng mà do cái máy tính của anh là nó tự động nó chấm tt sẵn, còn có mấy máy là nó không tự động, vì vậy em phải chấm tt, chấm tt phía sau cái đuôi, còn cái file của anh là tự động nó chấm tt nè, hình dung nè, chỗ phải vô nè, property nè, không tự động chấm tt phải không, tự động, còn nếu cái máy em có thể không tự động, em phải tự động chấm tt vô phim sau, chấm vô đây nè, chấm tt, còn anh tự động nó chấm rồi cho nên anh khỏi cần chấm. Nói về thư mục của anh sẽ tạo đâu, cái file anh là file input, anh nằm trong thư mục nào, nằm trong thư mục d hai chấm xẹt new folder, nắm rồi chưa? Vậy thì khi anh muốn đọc cái dữ liệu trong cái file này, ví dụ như anh muốn đọc dữ liệu số nguyên trong file này là anh ghi số sau chính đi, Ctrl S lại, sorry, rồi anh copy cái đường dẫn này qua đây, anh dục vô đây, anh sẽ xuống cái là input.tt, nghĩa là vô trong cái file input.tt này để đọc dữ liệu, có hình dung được chưa? Rồi, nhưng cái đường dẫn ở trong đâu? Cái đường dẫn ở trong ngôn ngữ C cộng này, ở trong cái chương trình chúng ta là chúng ta phải thêm một cái sẽ xuống nữa, nó mới chịu, nó mới hiểu. Còn cái đường dẫn mà trong khi một máy tính chúng ta nè, là bình thường như thế này, một cái dấu sẹt ngay này là nó hiểu rồi, một cái dấu sẹt ngay này là nó hiểu rồi. Nhưng trong chương trình chúng ta phải có hai dấu sẹt nó mới hiểu. Bởi vì sao? Bởi vì nhớ không? Cái sẹt N là gì? Là xuống dòng. Đây là cái gì? Cái toán tử điều khiển. Nếu em ghi một dấu sẹt nó hiểu rồi, toán tử điều khiển. Em ghi hai dấu sẹt nó mới hiểu đây là cái dấu sẹt của cái gì? Cái đường dẫn. Đó, hình dung như vậy. Nhưng khi file phải ghi hai dấu sẹt. Còn đường dẫn bình thường trong một cái máy tính là một dấu sẹt là nó hiểu đường dẫn. Rồi cái đối số, ngay này đối số là gì? IOS shift gạch BASE 4 chấm. Nó có những cái gì? Nó gồm những cái phương thức bên đây. Khi đối số này là gì? Đọc file là gì? Là in. Đó, đối số là in. Nhớ như vậy. Nó còn nhiều cái đối số khác nữa, có thể tự tham khảo. Nhưng đầu tiên, đọc file là như vậy thôi. Cú pháp này để dễ hiểu. Nghĩa là sao? Đối số IOS base 4 chấm nè. Bỏ này đi. IOS shift gạch BASE 4 chấm. In. Nghĩa là sao? Nghĩa là đối số in nè, đối số đọc file. Một hồi sẽ có đối số là out, là ghi file. Đó, nhắm được chưa? Đối số in là đọc file. Đọc file ở đâu? Đọc file ở trong ổ đĩa D, nằm trong thư mục là new folder. Dữ liệu đang nằm đâu? Dữ liệu đang nằm trong cái thư mục input.tt. Ví dụ như vậy. Rồi, hình dung được chưa? Đó. Nghĩa là cái này nè. Em mở, tạo ra một cái này, EFStream, một cái lớp ở trong ngôn ngữ C cộng, rồi cái lớp đó, file in là một cái đối tượng, cái đối tượng để thao tác trên cái file đó, thì file in chấm open nghĩa là mở ra cái gì, mở ra một cái file input.tt ở trong thư mục new folder, thư mục new folder đang nằm trong ổ đĩa D, thông qua cái đối số là IOS by in nghĩa là đọc file, nắm chưa? Mà có mở là phải có đóng, giống như chúng ta phải có cấp phép new thì phải có cái gì, hủy là delete, nhớ chưa? Thì file in chấm slow là đóng file, đóng file đó. Còn cái này nghĩa là gì? Mở file input
mở file theo cái đường dẫn này nè, đó, mở file input.tt theo cái đường dẫn. File là một tập tin nó lưu bất kỳ ở đâu mà ở trong cái máy tính ta, theo cái đường dẫn là như thế này. Đó. Đối số là iOS spy 4. In đó, đọc file. Rồi bây giờ anh muốn đọc cái dữ liệu gì? Rồi anh đến cái đường dẫn này D2 chấm. Anh muốn đọc dữ liệu số gì? Hiện tại đang là số nguyên. Anh muốn đọc cái số nguyên này ra bàn phím. Thì anh đơn giản thôi. Anh tạo ra một cái init để chứa dữ liệu số nguyên đó. Chứa dữ liệu số nguyên. À, đọc được từ file. Đọc được từ file. Rồi khai gì lúc trước anh muốn nhập dữ liệu từ bàn phím chào rồi anh ghi gì? Có phải là cin gì? Cinit lên là nhập dữ liệu từ bàn phím. Nhập dữ liệu từ bàn phím. Còn lúc này anh không nhập dữ liệu từ bàn phím mà anh gì? Anh đọc dữ liệu xuống, anh đọc dữ liệu từ file input.txt xuống cái giá trị x là anh ghi cái file in. Đọc là gì? Giống như cái gì? Có phải giống như cái này tương đương này là gì? X. Đây nghĩa là gì? Đọc một số nguyên từ file xuống giá trị x, xuống biên x, xuống biên x. Có phải là gì? Nhập dữ liệu từ bàn phím là cin hai tướng tử này x kiểu này sao? Chúng ta thao tác trên file thì cái cin này nó khai cho cái gì? Khai cho cái đối tượng file in này nè, hai đối tượng file in này nè. Nghe đây là gì? Đây là đọc cái giá trị số 69 hồi nãy trên cái file xuống cho cái biến x. Rồi xuất ra thử. Giá trị nhận được là x. Đó hình như là vấn đề chưa? Coi trả chương trình. Có phải giá trị nhận được là số gì? Số 69. Từ cái file gì? Cái file input.tt không? Đó hình như được chưa? File như vậy đó gọi là đọc file. Đọc file. Cú pháp đọc file. Rồi. Bây giờ chúng ta đến một cái vấn đề thứ hai nữa. Ví dụ như khi mà ông thầy của em, ông bắt em tạo một cái file nào đó ở trong cái thư mục ổ đĩa gì? Ổ đĩa D đi. Có tên là input. Nằm trong thư mục là new folder. Nhưng mà chẳng hạn khi bây giờ em nộp bài tập cho ông thầy thì lỡ như ông thầy ổng có cái đường dẫn là d2.new folder nữa không? Chắc gì trong máy tính ổng sẽ có cái thư mục là new folder giống em. Vì vậy cái đường dẫn này nó chỉ mang tính chất là gì? Mang tính chất là cố định. Cái đường dẫn này chỉ mang tính chất là gì? Cố định. Máy tính em nó có thư mục là new folder nhưng máy tính ông thầy ổng không có ổ d thì sao? Ổng có ổ e, ổ f, ổ g, ổ h thì sao? Và ổng vô cho dù ổng có OD đi, ổng làm gì ổng có cái new folder, ổng có một new folder này. Vì vậy em mở lên nó sẽ sao? Nó sẽ không ra. Bởi vì đâu có cái đường dẫn này đâu. Nó không ra. Vì vậy khi mà cái file này nè, cái file input.txt nè, thường người ta sẽ không có cho cái đường dẫn nó cố định là d2.new folder này. Đây là đường dẫn cố định thôi. Một cách nữa là cái thư mục input.txt này em nên để trong đâu? Để trong chương trình của mình. Để tại sao? Em để trong chương trình thì em cho dù em copy cái chương trình em đi đâu cũng có cái file input.txt này hết. Nhưng ở trong cái máy ông thầy lỡ như nó không có thư mục new folder này sao? Khi làm gì đường dẫn này tồn tại? Đúng không? Ví dụ như bây giờ anh bỏ thư mục new folder đi. Thì xem điều gì xảy ra, chạy thử coi. Nó đâu ra giá trị đâu. Bởi vì nó tìm kiếm sao? Nó tìm kiếm cái thư mục là gì? Nó tìm kiếm cái file là tên gì? D2.input.txt này không có. Lỡ như máy anh không có cái folder là new folder. Cái folder của tôi là new folder. Đó. Vì vậy chúng ta để cái gì? Cái file input.txt này trong cái chương trình chúng ta sẽ hợp lý hơn. Và để như thế nào? Anh sẽ chỉ sau này. Còn chỗ này là chúng ta cần có một cái gọi là gì? Kiểm tra xem file có mở được hay không.
Lỡ như chúng ta cái đường dẫn này mà sao nó không tồn tại nè. Nếu mở file không tồn tại thì chúng ta sẽ không có xử lý. Trong chỗ này kiểm tra như vậy thôi. Nếu nếu gì nếu nếu như cái file in chấm kiểm tra là nó có cái hàm là hàm fail. Cái hàm fail, fail nghĩa là gì? Fail nghĩa là kiểm tra xem cái file này có mở thành công hay không. Nếu như file này trả về giá trị là true. True nghĩa là file này mở thất bại. Fail nè, mà trả về true nghĩa là file này mở thất bại. Đây là một cái phương thức, một cái hàm. Đó, file in.fail mà bằng true nghĩa là mở file thất bại hoặc tương đương cái gì nữa. Nó còn tương đương với một cái nữa là nếu file.fail fail để như thế này cho nó hiểu true nè. Đó, chỗ này nghĩa là gì? Mở file thất bại. Nghĩa file đó cái đường dẫn không tồn tại thì test ECR cho người dùng biết là sao? Mở file không thành công. Rồi chúng ta return này luôn. Return nghĩa là gì? Kết thúc. Kết thúc chương trình luôn. Mở file không thành công thì làm sao mà xử lý được? Vì kết thúc chương trình luôn. Rồi chạy lại thử. Rồi bị lỗi gì đây? Đó. Nghĩa là cái đường dẫn này không hề tồn tại nè. Đó. Đi hay chấm sẽ input tt đâu có đâu nè. Vô đi thử coi. Ổ đi. Làm gì có file nào new folder đâu. File new folder, file làm gì cái gì? Ổ đi đi làm gì có thư mục input.tt, nó có cái file input.tt. Cái file input.tt nằm trong thư mục new folder mà. Mà chúng ta bỏ đi cái thư mục new folder này thì file đâu có tồn tại đâu. Đó thì chạy thử. Bị lỗi gì đây? Kiểm tra thử rồi, lỗi gì? Main gì đây? Đưa lên không, đi nhầm. Hàm này hàm in, đưa lên không, đúng mà. Cái này ta phải return không. Đó, bây giờ cái này là gì? Hàm ta là hàm in. Rồi, chạy thử. Chỗ này có system bow nữa, nó dịch màn hình lại mới xem được. Rồi chạy thử. Rồi có phải là nó ghi gì mở file không thành công. Bởi vì thứ mục này cái đường dẫn này không hề tồn tại. Bây giờ anh Kim cho thử cái new folder nè. New folder sẽ chạy lại thử. Đó, nó ra giá trị kết quả là 69. Bởi vì cái đường dẫn này có tồn tại. Nắm được chưa? Chúng ta phải có thêm cái chỗ này kiểm tra cho nó chắc ăn. Nếu mở file không thành công thì sao? Thì dừng luôn, không cần kiểm tra nữa. Không cần làm các thao tác kế tiếp. Rồi, lúc nãy nói sao đường dẫn này gọi là đường dẫn cố định đúng không? Khi em biết chương trình này mà em nộp cho ông thầy em chấm điểm. Thì lỡ như cái máy tính nó không có thư mục new folder nằm trong ổ DD thì sao? Thì làm sao nó mở được? Vì vậy cái file .tt này chúng ta nên để đâu? Để trong chương trình luôn. Bằng cách nào? Chuột phải vô cái đồ chết chúng ta nè. Chuột phải vô đồ chết. Chọn Open Folder in Windows Explorer. Tạo cái file trong đây. Là cái file input.tt. Input.tt. Mà máy anh .tt sẵn rồi vì anh không cần chấm, anh bỏ đi. Anh ghi số gì? Số 96. Rồi. Tức là chúng ta đường dẫn này để đọc một cái dữ liệu trong một cái file mà cái file nó đang nằm trong cái project chúng ta thì chúng ta chỉ cần đơn giản này thôi. Bỏ hết, chỉ cần ghi cái tên file mà cần đọc thôi, input.tt thôi. Rồi hình dung. Đó, có phải đọc được số gì, số 96 từ cái file input.tt chúng ta vừa bỏ trong thư mục không? Vừa bỏ trong cái gì chương trình chúng ta. Thì đây là cách hay nhất. Bởi vì thư mục input.tt này lúc nào cũng theo chương trình chúng ta. Cho dù cái máy ông thầy ông có ODD, OF gì kệ cha ổng, ổng có cái phone thư mục new folder gì không kệ cha ổng.
cái file dữ liệu chúng ta lúc nào cũng luôn luôn đi chung project ta hết. Nợ project là cái file dữ liệu luôn luôn có. Ở hình dung vì vậy cách này là cách cách đọc một cái file. Hay không đặt trong đường dẫn, cái này đường dẫn là cố định, lỡ máy ông thầy không có đường dẫn này thì chết tôi à, dữ liệu không có rồi sao mà test chương trình được. Đó hình dung đối số IOS space in là đối số gì, đọc file, nắm chưa? Đó đây là cái video nói về cái phần đọc file. Đọc file rồi, sau khi đọc file, mở file đọc xong rồi, xử lý xong rồi thì phải có cái thao tác là gì, đóng file lại. Đó, đọc là phải đóng, giống như cấp phép một vùng nhớ là phải có cái lệnh hủy vùng nhớ đi sau khi thực hiện xong. Còn cú pháp đọc file là như thế này. Đầu tiên iOS EFstream phải khai báo thư viện Fstream. EFstream nghĩa là y chỗ này là in nè, đọc file nè, đọc file từ đọc dữ liệu từ file về chương trình. Tạo ra đối tượng là file in. Đó, file in chấm gì chấm ấu phanh, trong đây là một cái đường dẫn đến thư mục, cái đường dẫn đến tập tin cần đọc dữ liệu xuống. Đây là cái đối số iOS bay 4.in. Đó, nó mà chưa được cú pháp đọc file. Rồi thao tác trên gì, khi chúng ta nhập cin, đọc dữ liệu từ phím là cin x. Bây giờ chúng ta đọc dữ liệu từ file về, đọc dữ liệu từ file về thì khai cin này bằng cái gì, bằng cái đối tượng file in ta khởi tạo trên đây lúc nãy. Rồi y như vậy toán tử này và truyền giá trị vào cho x, nghe đọc giá trị từ file truyền vào cho giá biến x, thấy chưa? Rồi đây là cái video nói về đọc file, cứ bị có vào đây.